Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 20 tháng 9, VN Index tăng nhẹ 0,77 điểm, 0,06% lên mức 1.272,04 điểm. HNX Index tăng 0,53 điểm, 0,23% lên mức 234,3 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về sắc xanh với bên mua có 411 mã tăng và bên bán có 343 mã giảm. Sắc xanh có phần áp đảo trong rổ VN30 với 16 mã tăng, 11 mã giảm và 3 mã tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt hơn 840 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 20.000 tỷ đồng. HNX Index đạt hơn 57,1 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị là 1.208 tỷ đồng. Về mức độ ảnh hưởng, ACB, HPG, TCB và MBB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN Index với hơn 2,6 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VCB, VIC, VHM và VNM với những mã có tác động tiêu cực nhất và lấy đi 2,4 điểm từ chỉ số.